Đúng rồi, Nguyên xin kính chào quý khách. Bây giờ đang lúc 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2016. Video clip này đúng rồi, thì Nguyên xin trân trọng giới thiệu bộ tủ kệ TV gỗ hương đỏ dài 24 và bộ tranh tứ quý. Đúng rồi, thì Nguyên đang bàn giao cho gia đình chú Lương Cao Khải ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Dạ. Quảng Yên đúng không ạ nhỉ? Vâng. Đại Yên, xã Đại Yên, huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Vâng. Thì nữa cháu nên quay luôn. Chơi mình quý vị đang xem trước tủ kệ TV dài 24 4 cánh đục tứ quý tổ quốc Trúc Mai. Đấu anh Luân đã bàn giao cho gia đình nhà chú Lương Cao Khải và một bộ tranh tứ quý gỗ gỗ đỏ Nam Phi. Toàn thể chú Khải là bác sĩ Lương Cao Khải. Vâng, tí cho cắt. Vâng. Đây là chiếc kệ TV đục tứ quý, bốn cánh đục tứ quý và chân đục hoa hồng. Đục chiếc tủ kệ TV này có kích thước là 24, chiều cao từ dưới mặt đất lên trên ngọn là 21. Quý khách có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với đối luôn số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 389, hoặc là tại hai cơ sở. Cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chị mình quý vị đang xem là bức tranh tứ quý gỗ gõ đỏ Nam Phi, và ngoài bức tranh ra đúng không, nên còn rất nhiều những bức tranh khác giống như này. Đây là toàn bộ phòng khách nhà chú cả. Quay từ xa mà. Đỗ xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quay trong những video clip sau.